bản tin Patriotic Good News ngày 7 tháng 6 2019. Một phiên tòa dàn dựng trẻ con. Bài viết của tác giả, blogger Đàm Ngọc Tuyên, vợ tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Ánh, nhận định phiên tòa xét xử chồng mình, phiên tòa rất trẻ con, những người đại diện chưa thành người hoàn thiện, phiên tòa là dàn dựng. Sáng ngày 6 tháng 6, 2019, vào lúc 7 giờ 30, nhà cầm quyền tỉnh Bến Tre đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Nguyễn Ngọc Ánh tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre ở số 5E, đường Đồng Văn Cống với cáo buộc theo điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015. Ông Nguyễn Ngọc Ánh sinh năm 1980, là kỹ sư nuôi trồng thủy sản. Đã có vợ và một con trai nhỏ 4 tuổi. Kỹ sư Ánh, gốc người Hà Nội, ở xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất. Sau khi kết hôn, ông đã cùng vợ là bà Châu, người Nghệ An, đưa nhau về Bến Tre để làm việc theo chuyên môn của mình. Gia đình ông đăng ký tạm trú tại thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Ngày 30 tháng 8, 2018, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã ra lệnh tạm giữ khẩn cấp ông Nguyễn Ngọc Ánh, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của ông. Sau đó, Cơ quan Điều tra ra quyết định tạm giam ông Ánh, chờ ngày xét xử. Hôm nay, theo kết quả điều tra của nhà cầm quyền tỉnh Bến Tre, kỹ sư Ánh có hành vi làm ra tàn trữ phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vi phạm điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015. Thời điểm công an Bến Tre bắt giữ ông Ánh vào cuối tháng 8 năm ngoái cũng là một trong những mốc thời gian mà nhà cầm quyền Việt Nam gia tăng bắt cóc, giam giữ hàng loạt người bất đồng chính kiến khác. Tất cả những trường hợp người bị bắt giữ này, nhà cầm quyền đã bỏ tù họ chỉ vì họ chia sẻ những bài viết hay livestream lên tiếng phản đối, chỉ trích những sai trái của đảng phái độc tài cai trị ở Việt Nam trên Facebook cá nhân. Cụ thể như trường hợp ông Huỳnh Thương Ca, sinh năm 1971, bị Công an Đồng Tháp kết hợp Công an Tiền Giang bắt giữ ngày 4 tháng 9, 2018. Sau đó, nhà cầm quyền tỉnh Đồng Tháp đã xử ông Ca 5 năm 6 tháng tù giam và 3 năm quản chế, cùng cáo buộc như trường hợp kỹ sư Ánh trong phiên tòa hôm 28 tháng 12, 2018 và rất nhiều trường hợp khác bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt và giam giữ tại trại giam số 4 Phan Đăng Lưu cho đến nay mà vẫn chưa được đưa ra xét xử hay có quyết định gia hạn tạm giam, như trường hợp của ông Ngô Văn Dũng, Facebooker Biển Mặn, Trần Ban Lĩnh, Facebooker Ban Lĩnh, Đoàn Thị Hồng, Facebooker Đoàn Thị Hồng, Trần Thanh Phương, Facebooker Trần Phương, Hoàng Thị Thu Vang, Facebooker Hoàng Thu Vang, Hồ Như Cương. Được biết, trong phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Ánh, sẽ không có luật sư bào chữa theo yêu cầu cho ông vì ông Ánh đã rút đơn đề nghị luật sư bào chữa chỉ vài ngày sau khi bị bắt với lý do có thể tự học để bào chữa và kinh tế gia đình còn khó khăn. Đồng thời, ông Ánh cũng từ chối luật sư chỉ định theo luật định. Tuy nhiên, trên thực tế, luật sư chỉ định theo luật định để đảm bảo quyền và lợi ích cho bị can, bị cáo thì hầu hết không có. Trong lịch sử những phiên tòa xét xử người bất đồng chính kiến, phiên tòa sơ thẩm này, tòa án đã triệu tập cả vợ của kỹ sư Ánh là bà Nguyễn Thị Châu đến tòa, nhưng không phải với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan, mà theo nội dung giấy triệu tập của Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre đề ngày 22 tháng 5, bà Châu đã bị triệu tập tham gia phiên tòa của chồng với tư cách người làm chứng. Giấy triệu tập còn có nội dung hàm ý đe dọa nếu vắng mặt không có lý do chính đáng thì bị áp giải hoặc có thể bị dẫn giải theo quy định của pháp luật. Một diễn biến khác, trước một ngày dự kiến xét xử kỹ sư Ánh, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch hôm 5 tháng 6 ra thông cáo báo chí kêu gọi chính phủ Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Ánh và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với trường hợp này. Sau đây là cuộc trao đổi điện thoại của Cộng tác viên Nhà Nam Media với bà Nguyễn Thị Châu, vợ tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Ánh.
Ngay sau khi phiên tòa kết thúc với mức án nhà cầm quyền tuyên án đối với chồng bà 6 năm tù giam và 5 năm quản chế, cộng tác viên nhà Nam: "Thưa chị, đầu tiên chúng tôi với tất cả sự kính trọng xin được chia sẻ với gia đình về những hy sinh mà chồng của chị là anh Nguyễn Ngọc Ánh và gia đình đã trải qua. Hôm nay và về sau, khi chồng chị đã mạnh mẽ lên tiếng đấu tranh để chống lại những sai trái của nhà cầm quyền, chống lại những bất công mà thể chế gây ra, những người dân yêu tự do dân tộc này ghi ơn anh Ánh. Thưa chị có thể tường thuật lại lời nói sau cùng của anh Ánh trong phiên tòa xét xử anh ấy sáng hôm nay ạ?" Vợ tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Ánh: "Tôi xin được cảm ơn truyền thông trong và ngoài nước, xin được cảm ơn mọi người luôn đồng hành và sát cánh, động viên, chia sẻ với gia đình trong thời gian qua. Thưa anh, chồng tôi đã nói lời sau cùng trong phiên tòa xét xử anh ấy. Đại ý, tôi đồng ý với những live stream mà tôi chia sẻ trên trang cá nhân, nhưng đó không phải là cái tội, mà là quyền, còn tòa muốn xử tôi thế nào, đó là việc của tòa. Với quyền lực trong tay..." Cộng tác viên nhà Nam: "Với tư cách là người làm chứng trong chính phiên tòa xét xử chồng của mình, chị có thể cho mọi người biết họ đã yêu cầu chị làm chứng về điều gì, và trên tư cách là một công dân được tham dự phiên tòa này, chị có suy nghĩ gì về những diễn biến phiên tòa cũng như bản án vừa tuyên cho một người yêu nước là anh Nguyễn Ngọc Ánh?" Thưa chị: "Vợ tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Ánh, họ triệu tập tôi đến tòa rồi yêu cầu tôi làm chứng là tôi có biết và nhìn thấy mỗi khi chồng tôi live stream trên Facebook. Nhưng tôi trả lời với họ như một sự phủ nhận vai trò làm chứng của mình, vì sự thật là tôi chỉ là một người nội trợ trong gia đình, chăm lo cho chồng con, nên tôi không quan tâm hay soi mói đến những việc anh ấy làm gì hay anh ấy tiếp xúc trò chuyện cùng ai, bởi vì tôi tin tưởng hoàn toàn vào chồng tôi về những gì anh ấy làm. Anh ấy chưa và cho đến giờ không làm những việc gì trái với lương tâm hay vi phạm pháp luật cả. Còn về diễn biến trong phiên tòa, với cảm nhận cá nhân, tôi vô cùng ngạc nhiên khi những người tự xưng là đại diện cho pháp luật kia chỉ có mỗi việc cầm tờ giấy in cáo trạng rồi đọc theo thôi, mà vẫn cứ vấp lên, vấp xuống nhiều lần. Chi tiết này làm tôi liên tưởng đến thời điểm con trai tôi lúc mới vừa bắt đầu tập đi vậy. Điều đó đã nói lên bản chất nội dung của phiên tòa và cả tư duy của những con người nhân danh pháp luật rất trẻ con, chưa thành người hoàn thiện." Cộng tác viên nhà Nam: "Thưa chị, theo luật định, chồng chị chỉ có 15 ngày để quyết định sẽ kháng cáo hay không đối với bản án sơ thẩm đối với anh ấy. Hôm nay, quyết định vẫn là của anh Ánh, nhưng nếu được thay thế thì chị sẽ thế nào?" Vợ tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Ánh: "Thưa anh, đúng vậy, phải một vài ngày nữa. Tôi thăm anh ấy mới biết được quyết định của anh ấy về việc này. Tuy nhiên nếu được quyết định thay thế, cũng như tôi hoàn toàn ủng hộ chồng mình kháng cáo. Tôi có theo dõi được biết ở Việt Nam những vụ án xét xử tù nhân lương tâm như chồng tôi hay án liên quan đến vấn đề chính trị thì rất khó thay đổi kết quả sơ thẩm cho dù kháng cáo. Nhưng phải kháng cáo để nhân dân, để mọi người hiểu rằng người bị kết án trong những phiên tòa tương tự như chồng tôi thì họ hoàn toàn không có tội. Tội của họ chẳng qua là ý chí chủ quan, phi nhân của nhà cầm quyền mà thôi." Cộng tác viên nhà Nam: "Xin được cảm ơn chị về những thông tin đã chia sẻ. Kính chúc chị và gia đình mình nhiều sức khỏe, chân cứng đá mềm." Tác giả bài viết: Đàm Ngọc Tuyên. Thứ Sáu, ngày 31 tháng 5, chồng tôi, anh Lưu Văn Vịnh, trong thời gian 30 tháng qua, anh bị đưa đi đến 3 nơi giam giữ khác nhau. Lúc 15:30 ngày 31 tháng 5, anh mới gọi điện thoại về cho tôi 5 phút, thông báo họ đã chuyển anh đến trại giam Gia Trung, Gia Lai mấy hôm rồi. Anh nói với tôi, từ nay mỗi tháng được gọi về nhà 5 phút. Anh nói, giờ chuyển lên trại này xa xôi, đường đi khó khăn rất cực, mẹ con tôi không cần đi thăm anh nhiều. Nhưng tôi đã không đồng ý. Tôi nói, sẽ đi thăm anh ngay, anh cần gửi gì tôi mang đến. Anh biết không cản được tôi, nên nói, chị tôi đi thôi,
còn để các con ở nhà. Khi tôi đi, phải nhờ người đi cùng cho anh an tâm. Chiều ngày 2 tháng 6, chị Dương Thị Tân lại vất vả đồng hành cùng tôi đến trại Gia Chung. Sáng ngày 3 tới trại, tôi làm thủ tục thăm gặp xong, xe của trại đón vào khu Ayuin để gửi đồ gặp mặt chồng tôi. Trong lúc ngồi phòng chờ chồng tôi ra gặp, thì tôi gặp chị Thúy Nga cũng ra gặp người thân. Chị Nga nói tôi là anh Vịnh, nhắn rằng anh vẫn khỏe, tôi không phải lo lắng cho anh. Anh chưa mặc đồ của trại nên anh không được ra gặp người thân. Ngay sau đó, hai người quản giáo khu Anh Vịnh dẫn hai người tù cùng khu ra nói với tôi là hai người này đã đăng ký làm chứng biên bản làm việc do anh Vịnh không mặc đồ của trại và đưa biên bản. Họ đặt điều nọ, điều kia cho tôi xem là do anh không tuân thủ mặc đồ quy định của trại nên anh nói không gặp người nhà, nhưng anh sẽ nhận hết đồ tôi mang lên cho anh. Vì đường xa, tôi chưa biết khi nào lại lên. Tôi mang khá nhiều đồ, quản giáo đành duyệt cho anh nhận hết, nhờ hai người tù cùng khu xách vào giúp. Quản giáo nói với tôi, nếu anh điện về, chị hãy khuyên anh ấy kết hợp với chúng tôi. Vì khu này có 5-6 người cũng đều nói không có tội gì. Tôi liền nói vậy với anh, cho tôi điện thoại nói chuyện với chồng tôi ngay bây giờ. Quản giáo nói, giờ thì không được, lúc khác anh sẽ được gọi về, chị hãy khuyên anh ấy nhé. Tôi chỉ cười nói rằng, tôi luôn tôn trọng mọi quyết định của chồng tôi cảm ơn anh về việc nhân nhượng cho tôi gửi hết đồ cho chồng tôi, nhưng tôi không chấp nhận được cách hành xử làm việc của trại các anh. Xe chở tôi ra cổng, khi chị Tân thấy tôi ra vui vẻ hỏi, thăm sao rồi, cậu Vịnh có khỏe không? Tôi chỉ lắc đầu, cười nói với chị nhận quà thôi, chứ họ không cho gặp. Gần 3 năm qua, đây là chuyến đi bằng xe đò đường xa đầu tiên của tôi, không có chồng bên cạnh. Vừa đi vừa về 24 tiếng, nằm trên xe tôi không sao ngủ được, nhìn sang chị Tân nằm giường bên mà thương chị vô cùng. Chị vừa đi xa mấy ngày về đến nhà, chiều lại vội vàng đi với tôi. Chị quá vất vả với mẹ con tôi, chị vẫn luôn vui vẻ đồng hành với bất cứ ai khi cần chị. Yêu thương kính trọng chị vô cùng. Dù chuyến đi xa của tôi với chị không được như mong muốn, nhưng tôi cũng không buồn vì không chỉ riêng gia đình tôi bị trại Gia Chung làm khó, mà còn rất nhiều các anh chị khác hiện đang ở trại cũng đã từng bị làm khó. Tôi chỉ muốn nhắn lời đến với các bà vợ hay những ông chồng của giới lãnh đạo Cộng sản. Hãy chịu khó tụng kinh sám hối cho chồng, vợ khi đang còn chức sách trong tay, hạ lệnh làm những việc hèn hạ bất lương này. Tôi chân thành cảm ơn mọi người luôn động viên, chia sẻ, dõi theo gia đình tôi nhiều ạ. Tác giả cô Mười họ Lê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Khánh, những ngọn nến công lý hòa bình hướng về Nguyễn Năng Tĩnh. Đêm 31 tháng 5, 2019, bế mạc tháng hoa kính Đức Mẹ Maria, Cộng đoàn Giáo sứ Mỹ Khánh tiếp tục thắp nến cầu nguyện cho tù nhân lương tâm Nguyễn Năng Tĩnh vừa bị bắt cóc. Đảng Việt Tân lên tiếng, thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh không phải là thành viên của Việt Tân. Việt Tân ủng hộ và đồng hành cùng thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh vì đã dám dấn thân cho công lý, sự thật, phụng sự con người, dân chủ và nhân quyền. Đảng Việt Cộng kết tội: một, tham gia hội bảo vệ sự sống, kêu gọi thuyết phục người ta không phá thai, không giết người, giúp đỡ các thai phụ không muốn giữ thai sinh sản, nuôi dạy con cái, tìm, nhặt, sinh các thai bị phá, vứt bỏ về tắm rửa chôn cất tương xứng với phẩm giá con người. 2. Tham gia nhóm NUFC, nhóm đá bóng phản đối Trung Cộng xâm lấn biển đảo Việt Nam qua đường lưỡi bò. 3. Tham gia nhóm quỹ phát triển con người Vinh, nhóm hy sinh gây quỹ trao học bổng cho những học sinh sinh viên nghèo vừa khó trong học tập, giúp phát triển con người toàn diện. 4. Tập hát, hát những bài hát tại các đám cưới như Trả lại đây cho nhân dân, Anh là ai, Việt Nam tôi đâu, thể hiện tình cảm con người yêu quê hương, yêu đất nước, đề cao lòng tự tôn dân tộc, không xúc phạm cộng sản. Xin mẹ ra tay, ban ơn nâng đỡ và giúp dân tộc Việt Nam sớm thoát nạn, duy vật vô thần. Bài viết của Linh Mục Anthony Đặng Hữu Nam. Theo Facebook Châu Đoàn, mấy ngày qua, báo chí đưa tin thầy giáo dạy nhạc Nguyễn Năng Tĩnh ở trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An bị bắt vì dạy học sinh hát bài Trả lại cho dân. Tôi không rõ ngoài việc dạy bài này thì thầy giáo này còn có hoạt động gì khác không? Chứ nếu chỉ vì bài hát này thì không đủ chứng cứ để bắt thầy giáo Tĩnh. Và theo tôi, ca khúc này cũng không có gì quá để được gọi là ca khúc phản động cả. Trong cả bài hát này, tôi thấy có một câu nhạy cảm là quyền xóa bỏ độc tài độc tôn, còn các câu khác tuyệt nhiên là không có gì. Tôi đề nghị chính quyền nên có thái độ đúng mực, nếu chỉ vì bài hát này mà bắt một người thì điều ấy thực sự thể hiện tư tưởng độc tài. Giờ Việt Nam cần hội nhập với thế giới, cởi bỏ sự giam cầm về tư tưởng là điều cần thiết. Phan Công Hải vừa bị công an phát lệnh truy nã bởi những bài viết trên Facebook theo điều 117. Xin đọc một bài của Hải. Bài viết của tác giả Paul GC. Lòng yêu nước là cụm từ mà nhà cầm quyền vẫn thường dùng để ru ngủ đám đông, khiến họ lầm tưởng rằng yêu nước nghĩa là phải tuân thủ tất cả những gì mà đảng cầm quyền đưa ra, kể cả nếu đó là những quyển sách sai lầm mang lại hậu quả xấu. Bằng cách đó, họ, những người cầm quyền, đã đánh đồng hai cụm từ đất nước và đảng phái thành lại một để gieo rắc vào đầu người dân suy nghĩ rằng yêu nước cũng đồng nghĩa với việc yêu đảng. Rất dễ để nói về lòng yêu nước, nhưng để hiểu biết ý nghĩa của nó thì không phải ai cũng làm được, nhất là khi xã hội hiện nay có quá nhiều người đang lệch lạc về nhận thức, còn lòng yêu nước thì đang bị lợi dụng để đem lại lợi ích chỉ cho một nhóm người và luôn khiến số đông còn lại phải nhận trái đắng. Tùy vào vị trí xã hội, tùy vào tính chất công việc mà mỗi người thể hiện lòng yêu nước bằng mỗi cách khác nhau. Như với người nông dân thì yêu nước đơn giản chỉ là siêng năng cày cấy để tạo ra cây lúa, cây ngô. Những người công nhân thì chăm chỉ sản xuất để tạo ra các sản phẩm phục vụ xã hội. Những nhà khoa học thì miệt mài nghiên cứu để tạo ra những phát minh giúp ích cho đời. Hay với những người lính, lòng yêu nước với họ là sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Còn với giới trí thức, với những người cầm bút thì yêu nước có nghĩa là trong bất cứ mọi hoàn cảnh, lẽ phải luôn là phía duy nhất mà họ buộc phải đứng về. Khi chứng kiến những bất công mà chúng ta đều biết căn nguyên của nó đến từ đâu, nếu ta chấp nhận trở thành đồng lõa để được chia phần, hoặc im lặng để được yên thân, hay thậm chí là phó mặc cho nó tất cả, thì liệu chúng ta có dám ngẩng cao đầu để làm người yêu nước? Nó đơn giản chỉ là chúng ta thấy liên quan đến những thân phận đồng bào khác đang chịu nhiều thiệt thòi,
những người yếu thế đang gặp phải bất công hay thấy đất nước ngày càng tệ đi và ta có trách nhiệm phải lên tiếng vì tất cả những điều đó, nên nhớ rằng đất nước này là tài sản chung của dân tộc Việt Nam chứ không thuộc sở hữu riêng của một tổ chức hay đảng phái nào. Thế nên không ai được độc quyền yêu nước và bắt những người khác phải yêu nước theo cách mình. Làm như thế là áp đặt, là trái với luân thường đạo lý, nhất là khi nó được hiện thực hóa bằng sức mạnh của súng ống, công an, quân đội hay bằng cả hệ thống truyền thông khổng lồ. Nhà cầm quyền hiện nay có thể bỏ tù những người bất đồng chính kiến, nhưng sẽ không bao giờ giam cầm được tư tưởng tiến bộ của họ khi phải sống ở một xã hội đầy rẫy những bất công, nhất là khi nó được dẫn dắt bởi những lãnh đạo không phải do lá phiếu bầu của người dân quyết định. Thì hai từ phản động chính là thứ khẳng định lòng yêu nước của bạn một cách chắc chắn và hiệu quả nhất. Bài viết của Phan Công Hải. Tôi tự vấn bản thân, nếu không có họ, không có những hành động quả cảm đó, thì tương lai nào cho Việt Nam? Nếu họ vẫn như bao sinh viên khác, thì đất nước rồi sẽ về đâu? Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, bài viết của Xuân Ly. Hôm nay tôi đọc được status của một bạn nhắc về Nguyễn Viết Dũng. Bạn đó gọi Dũng là người tù cô đơn. Tôi bỗng giật mình, từ giật mình và hoảng hốt, vì tôi thấy một tiếng kêu thật đau đớn. Vài hôm trước tôi cũng thấy có người nhắc tới Phúc đang có dấu hiệu bị trại giam đầu độc. Hóa thì hôm nay gia đình bị từ chối thăm nuôi do biệt giam, không biết sống chết ra sao. Tôi rất lo lắng cho họ. Từ khi nghĩ đến Dũng Phi Hổ, tôi lại nhớ đến Phan Kim Khánh, Nguyễn Văn Hóa, rồi sinh viên Huỳnh Đức Thanh Bình, Trần Hoàng Phúc, năm cái tên mà mấy hôm nay tôi lại nhớ tới họ mà chẳng biết nói gì. Nhớ tới họ và tất cả tù nhân chính trị đang bị bỏ tù bởi nhà cầm quyền cộng sản. Tôi nhớ tới năm cậu thanh niên này bởi vì họ có tuổi đời rất trẻ, thế hệ 9X. Có phải chăng mình vô tâm mà quên mất họ? Những ngày tháng qua, tôi vốn chẳng quan tâm đến những nhân tình thế thái mà bỗng quên mất tới họ, những mầm non cho tương lai đất nước. Tôi nhớ không nhầm, Nguyễn Viết Dũng sinh năm 1986 với thành tích học tập xuất sắc. Năm học lớp 12, 2004, Dũng được chọn tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Kết cuộc, Dũng lọt đến kỳ thi quý và đoạt giải ba. Kỳ thi đại học năm 2004, Dũng đậu Đại học Bách khoa Hà Nội với số điểm 29/30, đứng đầu tỉnh Nghệ An lúc đó. Tôi cũng nhớ không nhầm, bạn Huỳnh Đức Thanh Bình sinh năm 1996 là sinh viên ngành luật kinh tế, trường Đại học Tài chính Kinh tế UEF. Sinh viên Phan Kim Khánh sinh năm 1993, nguyên là chủ tịch Hội sinh viên khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên. Nguyễn Văn Hóa sinh năm 1995 là một nhà báo và đưa hình ảnh về cuộc biểu tình của người dân Hà Tĩnh trước công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa và phản đối mạnh mẽ vụ việc gây chấn động thế giới đó. Và Trần Hoàng Phúc sinh năm 1994 đã học hết năm cuối khoa luật trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Vì dấn thân hoạt động dân chủ nên Phúc bị nhà trường làm khó dễ và không trao bằng tốt nghiệp. Phúc là thành viên nhóm sáng kiến lãnh đạo Đông Nam Á ECLI do Obama sáng lập nhằm thúc đẩy tiềm năng lãnh đạo của thanh niên trẻ ở Đông Nam Á để nâng cao kiến thức và kỹ năng giao lưu quốc tế. Nếu không có gì thay đổi, rất có thể Việt Nam chúng ta sau này có những nhà ngoại giao giỏi như Phan Kim Khánh, sẽ có một kỹ sư giỏi có tâm nhất sáng chế ra những cái gì thuộc về tư duy Việt Nam như Nguyễn Viết Dũng, rất có thể một luật gia đứng về người thấp cổ bé họng bị bóc lột như Huỳnh Đức Thanh Bình, hoặc một nhà báo có tâm đứng về nhân dân để phản đối sai trái của nhà cầm quyền như Hóa, và một luật sư trẻ bảo vệ cho công lý như Trần Hoàng Phúc, có thể chứ?
nhưng các bạn đó đã không chọn cho mình một lối đi theo cách chăm lo chạy chuốt bộ lông cho bản thân mình, mà các bạn đó sinh ra khắp mọi đất nước, nhưng cùng chung một thái độ trước thời cuộc. Các bạn đó dứt khoát cũng từng sợ hãi, cũng từng run sợ những màn tra tấn trong đồn công an, cũng từng sợ hãi nhà tù, nhưng với nỗi niềm thao thức trước vận mệnh dân tộc đã giúp họ vượt qua nỗi sợ hãi đó. Tôi không nhớ nổi mặt Huỳnh Đức Thanh Bình vì tôi chưa gặp cậu ta, cũng như Hóa tôi chưa từng gặp, Phan Kim Khánh cũng thế, Duy chỉ một lần gặp Dũng ở Hà Nội và Phúc ở Sài Gòn. Nhưng tôi không thể nào quên ánh mắt kiên định khi Hóa, khi Dũng hay Phúc họ ra tòa. Tôi không thể hiểu lý do giữa những lựa chọn cho tương lai sáng hơn mà họ lại lao vào dấn thân để rồi bây giờ họ ngồi tù và tôi đã quên họ. Tôi tự vấn bản thân, nếu không có họ, không có những hành động quả cảm đó thì tương lai nào cho Việt Nam? Nếu họ vẫn như bao sinh viên khác thì đất nước rồi sẽ về đâu? Cha ông ta từng dạy, quốc gia hưng vong thất phu hữu trách. Thực hiện lời dạy đó của cha ông, các bạn trẻ đã lên tiếng, đã dám ném những viên đá xuống hồ, mặc dù không thay đổi được nhiều nhưng cũng tạo được một làn sóng lăng tăng. Không phải chúng ta chờ đợi ai để giúp chúng ta, thì hãy cùng tỏ thái độ, ghép nhiều viên đá nhỏ để thành một tảng đá lớn, để ném xuống biển, biển cũng tạo thành con sóng lớn. Càng nhiều viên đá ghép lại sẽ tạo thành một con sóng đủ mạnh để quét sạch đi những gì dơ bẩn trên quê hương chúng ta. Hôm nay tôi nhớ về họ mà suy nghĩ đến vận mệnh của đất nước này, mà thầm cảm ơn những viên đá nhỏ đó đã chứng minh cho bạo quyền, thấy lớp trẻ của chúng tôi không những là thử thách cho chế độ độc tài, mà còn là những mầm non tương lai sẽ kiến tạo đất nước. Nhà cầm quyền bỏ tù họ như đã bỏ tù tương lai của đất nước. Chính nhà cầm quyền đã tiêu diệt đi tương lai tốt đẹp của dân tộc ta. Cộng sản họ tự khắc vào bản ghi những tội ác để lưu lại như là vết nhơ trong lịch sử muôn đời. Và họ, các bạn trẻ dám dấn thân ấy sẽ được tôi và nhiều người khác nhớ tới và mãi nhắc về họ. Những người anh em của tôi, Free Huỳnh Đức Thanh Bình, Free Nguyễn Văn Hóa, Free Nguyễn Viết Dũng, Free Phan Kim Khánh, Free Trần Hoàng Phúc. Bài viết của tác giả, Facebooker Phạm Minh Vũ.